Hello anh. Gì man? 4 triệu có xe Figure 3 không anh? Có cái seat ấy. What is it? À quên, đây Figure gì man đây. Rồi, 4 triệu, 3 đao. À chưa tới 4 triệu luôn. Thế có bị gì không? What the fuck? Gì man? Gì sao được? Xe này là khung nhôm, bốn sơn tĩnh điện 3 lớp, mới ăn 7 cá, gì làm sao được. Nó chắc chắn ở cái khung này. Vừa hơi co bao tròn cứng cáp phết đấy. Mình cả có sẵn 3 đao này. Ok chưa? Đẹp không? Để giờ đấy. Xe Figure nó quá là cơ bản rồi. Ghi đông 31.8, đùi 46T với lip 17T. Vành sau vành cơ bản 4 phân, lốp 700x23C. Độ trớn thì chúng em trông cũng hơi nặng đô ấy. Bao nhiêu ký nào? Em cũng 7-8 ký. 7-8 ký à? Thì lốp này trông nhỏ thì thôi, vẫn cứ là tempo. Ok chưa? Đảm bảo em skip. Hơi nặng chút thôi. Ok không? Ok đấy. Nhưng mà xe giá nó bao nhiêu này? Đã bảo là chưa tới 4 triệu thì cần. Được đấy, giá rẻ mà cấu hình lại tốt này, chốt luôn. What's up? Thank you man. No problem.